Tại tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi có thông tin các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến hai ca nhiễm này. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công ty Samsung tiến hành test nhanh toàn bộ các trường hợp liên quan ngay trong đêm. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh nhận được thông báo kết quả xét nghiệm có hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam. Bệnh nhân nữ sinh năm 1994, có địa chỉ tại huyện Thuận Thành. Từ ngày 29 tháng 4, bệnh nhân không tới công ty nên ít có yếu tố tiếp xúc với nhân lực của nhà máy. Bệnh nhân thứ hai có địa chỉ tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, có kết quả xét nghiệm vào ngày 10 tháng 5. Hiện các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 50 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này.